Đỗ Gia Uy Motor kính chào các quý khách nha. Cửa hàng về rất nhiều xe ạ. Cửa hàng về rất nhiều xe, đủ các phân khúc từ nhỏ đến 1200cc cho anh em lựa chọn. Vì là đợt này về nhiều xe quá nên là không thể chụp được từng chi tiết từng xe đấy. Nên hôm nay Đỗ Gia Uy Motor sẽ livestream để quay tất cả các xe trong hiện tại đang có tại cửa hàng cho anh em xem ạ. CBR 150 bản mới 2021 về đủ màu anh em nha. Giờ 15, giờ 3 về rất nhiều ạ. Đây, Đỗ Gia Uy Motor sẽ quay dàn xe giờ 15 ạ. Có nhiều xe về quá, đợt này còn không rửa được xe luôn đấy ạ. Xin chào cả nhà nha. Giờ 15 đợt này về rất nhiều xe. Có các phân khúc có các mức giá từ 46 triệu đến 60 triệu tùy xe nhá. Đây em sẽ quay một chiếc xe giá 46 triệu giờ 15 V3. 46 triệu. Xe đăng ký 2018. Xe đảm bảo nguyên zin. Odo hơn 12.000 km. Biển Hải Dương luôn ạ. Khách hàng mà ở tỉnh khác nếu như cần sang tên, cửa hàng sẽ bao rút hồ sơ miễn phí luôn. Ôi, chìa khóa rồi. Xe giờ 15 2020. Giờ 15 về đủ các đời từ 2018 đến 2021. MT-15 bên em đang có xe đời 2020 và 2021 ạ. CBR 650. Em sẽ quay chi tiết chiếc xe CBR 650 ạ. CBR 650. Xe đăng ký lần đầu 2021. Xe này em đang bán giá 227 triệu. Có phích lọc ạ. Anh em thiện chí, cửa hàng có bớt lọc nha. Chào bác Nguyễn Hoàn nha. Xe GZ Suzuki GZ bên em còn một xe. Xe này thì về em còn chưa rửa luôn ạ. Em bán giá 55 triệu bao rút hồ sơ cho bác ạ. Xe về chưa rửa. Jebel, Jebel 300 và Jebel 500 em có đủ hết ạ. Toàn xe 2020 và 2021 ạ. Đây là xe Jebel 2020, đăng ký 2020, chủ thành phố. Xe đang rút hồ sơ ạ. Xe lên full đồ, rất đồ độ rất là đẹp anh em nha. Đèn led nên rất nhiều đồ chơi. Tính sơ sơ là đồ chơi của con này nó rơi vào tầm gần 30 triệu tiền đồ chơi. Nếu như khách hàng mà cần bô độ này, bên em có sẵn bô độ nha. Jebel 500. Nguyễn Đình Danh ơi, mặt nạ giờ 6 em lắp giờ 15 à? Mặt nạ giờ 6 có mấy trăm nghìn nữa mà chị không nhớ, tầm 5-600 gì đấy. Jebel 500 2021. Jebel 300 2020 ạ. Đây là con CB 650. CB 650 đăng ký 2021. Em quay chi tiết cho các bác xem nha. Royal Enfield. Royal Enfield này xe 500cc có hơn 70 triệu thôi ạ. Harley xe 2019. Giá hơn 300 triệu, chưa đến 400 triệu. Giờ 15. Benelli 302. Xe này thì đặt cọc rồi ạ. Xe này đã nhận cọc của khách rồi ạ. Benelli 302 khách nhận cọc hôm qua rồi. À đây, hôm nay nhà em về tiếp một con giờ 15. Giá cũng vừa tiền, chưa đến 50 triệu. Xe 2018. Đây em quay chi tiết cho các bác xem nha. Xe 2018. Nguyên ni lông kín xe luôn. Xe này thì đảm bảo zin từ nước sơn đến odo. Con này mới là chạy 16.000 cây thì phải 16-17.000 cây. Không có sửa. Xe bao zin cho anh em luôn mà giá lại rất vừa tiền. MT-15, xe mới và xe chạy nước em có đủ cả nha. Đây, em quay cho các bác, cho anh em xem những dòng xe Exciter và Winner bên em cũng có sẵn đủ cả nhá. Exciter xe dán tem chùm nên bộ tem rất đẹp luôn. VK175 xe vừa về chưa rửa. Giờ 15 mới. Giờ 15 mới bên em có sẵn xe ạ. Đây, Winner 2021. Winner 2021 phanh ABS. Winner 2020. MT-15 2021 ạ. Đấy. Quang ơi xe Winner bản 2022 chưa có em ạ. Ok luôn Nguyễn Đình Danh nha. Xin chào anh em nha. Anh em quan tâm đến dòng xe nào hãy inbox cho em. Em sẽ báo giá chi tiết và gửi hình ảnh cụ thể. Vì là đợt này về nhiều xe quá nên em cũng chưa chụp ảnh được chi tiết từng xe. Anh em quan tâm đến dòng xe nào inbox cho em để em sẽ chụp ảnh và em gửi chi tiết báo giá anh em nha. Xin chào cả nhà nhé, rất mong sẽ được nhận được sự ủng hộ của anh em ạ. Đỗ Gia Uy Motor cam kết về chất lượng xe, bảo dưỡng miễn phí cho anh em 2 năm. Chất lượng xe thì khách hàng đi là sẽ cảm nhận được thôi. Còn người thật việc thật rồi cho nên là có nói hay đi chăng nữa thì cái chất lượng xe là do chính khách hàng cảm nhận. Cho nên rất mong sẽ nhận được phản hồi của anh em. Xin chào nha. Bảo dưỡng miễn phí 2 năm Nguyễn Đình Danh nha. Những Phương Nam ơi, Z400 hiện tại không có ạ. Xin chào Thạch Phát Thiên nhá, bên mình có nhận rút hồ sơ và sang tên ạ. Bên mình có nhận rút hồ sơ và sang tên xe trên toàn quốc ạ. Xin chào Nguyễn Văn Đạt, MT15 hiện tại có xe giá từ 56 triệu đến 60 triệu xe 2020 và xe 2021 nhá. Cửa hàng có sẵn cả xe mới. Xe mới, xe chính hãng, sổ bảo hành toàn quốc 3 năm. Sổ bảo hành 3 năm trên toàn quốc. MT15 đây. MT15 cửa hàng đang có 5 xe. Hiện tại đang có 5 xe MT-15 ạ. Như Phương Nam ơi, em cần xe Z400 đặt là sẽ có em nhé. SH hiện tại thì còn xe 2017 và 2018 ạ. Xe 2017 có giá 69 triệu. Xe 2018 73 triệu. Hôm nay thật sự thì bên gian bên này chật hết rồi, nên là dựng xe ở bên kia hơi chật trội. Còn bên kia nữa, nhưng mà bên kia chật quá, không thể đi vào để quay xe cho anh em xem được. CB 650. Xe thể thao 50cc luôn. Cửa hàng có cả xe thể thao 50cc nha. Giá 15 triệu. Jebel 300 đợt này về toàn xe chạy lướt đời cao 2020, 2021. Ok luôn Nguyễn Đình Danh nha. Em cứ lên đây nhanh thì mới còn được. MT-15. Giờ 3 cửa hàng có sẵn xe mới giờ 3 nhá. Giờ 3 xe chính hãng, sổ bảo hành 3 năm trên toàn quốc. Riêng xe giờ 3 này, giờ 15 V3 và xe MT-15, cửa hàng có sẵn xe mới, sổ bảo hành 3 năm trên toàn quốc. Ví dụ như là anh em mà có cần phải bảo hành gì về vấn đề gì về xe thì có thể vào bất kỳ một hãng hết nào ở trên toàn quốc đều làm được, chứ không nhất thiết là phải ở Hải Dương. Đấy, cái lợi thế là khi mà mình mua xe chính hãng, xe mới chính hãng là như vậy ạ. Harley, xe Harley vừa về sáng nay. Xe vừa về sáng nay chưa rửa luôn. Giá thì chưa đến 400 triệu. Xe đời cao 2019. Trang Thanh Vân ơi, bên mình còn một xe GZ 150 Suzuki, Suzuki GSX ạ. GSX còn 2 xe, tít ở trong kia cơ. GSX còn xe màu xanh và xe màu đỏ nhá. Lát nữa mình sẽ gửi ảnh cho bạn chi tiết từng xe nhá. Chu Thành Hưng ơi, CB 300 hiện tại không còn xe nào ạ. Quay cho anh em xem con xe CBR 150 bản mới 2021. Xe bản mới đẹp từng góc cạnh. xe thiết kế với kiểu dáng gần giống CBR 250. Giá thì cực kỳ mềm cho anh em đam mê. Chu Thành Hưng ơi, Benelli 302 vừa Đại Nhật nhận cọc có khách tối qua rồi ạ. Anh Vinh ơi, cậu đang làm việc ở bên kia. Có Benelli 302 đây, tối qua khách đặt cọc rồi ạ. Đây em quay chi tiết xe CBR 150 cho anh em nha. Rất là đẹp luôn. Giá chỉ có hơn 70 triệu một chút xíu thôi. Rất vừa tiền cho anh em đam mê. Về được đụi về đủ màu. CBR cửa hàng về đủ màu anh em nha, toàn xe mới. Xe CBR thì về toàn xe mới thôi. Vì đợt này chưa có xe CBR 150 chạy nước. Tuấn Cupi ơi, SH hiện tại có con thấp nhất là 69 triệu. Có bớt một chút thôi ạ. 69 triệu bớt một chút. Còn thấp hơn nữa thì hiện tại xe đời thấp hơn thì không còn. Xe SH 69 triệu là đời 2017. 78876. MT15 Auto 78876 à. Xe còn em ơi. Eric Trần ơi, con MT15 mà Auto hơn 800 cây đấy vẫn còn nhá. Đâu nhỉ? Con đến đâu nhỉ? Con đến đây sao nhỉ? Đây, con MT15 Auto hơn 800 cây đây ạ. Đấy, quay chi tiết cho anh em xem luôn. Xe thì chỉ hơi bụi bặm thôi, chứ còn chất xe thì bảo hành tuyệt đối cho anh em luôn. Dạ, con GZ đây ạ. Con GZ này thì nhà em về còn chưa rửa luôn. Em quay gần lại là các bác sẽ thấy là xe vẫn còn phủ bụi. Xe rất là đẹp nhưng mà chưa rửa. Vì đợt này xe về nhiều quá nên là nó chưa rửa được xe. GZ, xe đăng ký 2019 ạ. Xe thì rất đẹp, mỗi tội là hơi bụi bặm thôi. G3. G15. Xe G15 giá chưa đến 50 triệu. Có G15 V3. Xe nguyên zin từ nước sơn luôn ạ. Dán kín ni lông dán kín xe anh em nhá. Còn đây là xe 20, con này là xe đăng ký 2021 này, chủ thành phố. Xe con này chạy đâu là 3-4.000 cây gì đấy ạ. Ôi giờ 15 đợt này về nhiều lắm. MT-15 2021. Con MT-15 2021 này thì xe đã hạ thấp một chút ạ. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Mình xin dừng livestream tại đây ạ. Anh em cần tham khảo hay là cần báo giá chi tiết dòng xe nào, hãy inbox cho em. Em sẽ báo giá chi tiết cụ thể từng xe ạ. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm ạ. Xin chào cả nhà nha. Em xin dừng livestream tại đây ạ. Lát nữa em sẽ check inbox và bình luận của mọi người. Nguyễn Đình Danh ơi, thực sự chị cũng không để ý đến cái chế độ tăng vào các trang nữa. Thế à, để chị về xem lại cái chế độ bật trang này lên. Ok, cảm ơn em nhá. Cảm ơn Nguyễn Đình Danh đã góp ý. Xin chào cả nhà nhá, em xin dừng livestream tại đây ạ. Hẹn gặp mọi người vào hôm sau ạ. Ok em Nguyễn Đình Danh. Ok em Nguyễn Đình Danh, lát nữa chị về xem lại xem là cái tăng vào trang thế nào nhỉ. Cảm ơn em nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ạ.